Xin chào quý vị. Quý vị có nghe không? Dạ rồi. Xin hoan hỷ gửi cho cái bài mới. Gửi cho cái bài mới. Bữa nay là người thợ đóng xe, là giải kinh thợ đóng xe. Dạ rồi, xin hỏi lại một lần nữa là tôi tin tưởng vào cái gì, cái vị boss, cho nên là các vị boss lộn đó thì có thể mình mất bài nha. Xin nói rõ, xin thưa rõ cái đó. Nếu vị boss lộn đó, thì là phải mất bài thôi. Dạ rồi, sáng nay mình học một cái đề tài mà không lẽ giờ tôi nói quan trọng thì kỳ quá, cứ kinh nào quan trọng hết thì riết là bọn cũng nhàm, nhưng mà khổ không nổi là quan trọng thiệt. Quan trọng thiệt. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là có ba cái việc mà khiến cho một cái người mà có danh phận đem lại những cái nỗi khổ niềm đau cho thiên hạ. Tại sao ngài xài cái chữ danh phận? Trong tiếng Pali gọi là nha tô, nha tô tiếng Mỹ kêu là well known, là cái người mà nổi tiếng, người nổi tiếng, well known, người nổi tiếng. Và cảm ơn cô giọng mưa nhiều. Cái chữ nha tô ở trong kinh này nó phải, cho nên ở đây trong ngay đây nhà Minh Châu ngày mới dịch là người có danh tiếng. Nha là biết, mà nha tá ở trong trường hợp này này nó có nghĩa là cái người nổi tiếng, là well known. Thì tại sao mà ngài nhấn mạnh như vậy? Xin thưa với bà con ở đây, bà con nhớ dùm cái này, chú giải nói chứ không phải tôi nói. Chú giải nó có là đa phần các pháp thoại quan trọng của Thế Tôn là cho chúng tỳ kheo. Vì sao mà tôi nói là đa phần, là almost? Tại sao? Là bởi vì đối với cư sĩ á, là tùy duyên mà thuyết giáo. Thí dụ như là ai đó đến gặp ngài, hoặc là ai đó thỉnh ngài về tư gia của họ, thì tùy duyên ngài giảng theo cái nhu cầu, theo nhu cầu trước mắt, bữa đó là sự kiện gì và rồi người đó thích hợp với cái gì. Nhưng mà riêng về chư tăng thì lại khác. Ở trong kinh ghi rất rõ năm cái việc làm thường nhật của Thế Tôn: bấp băng he pin ba tầng chá, buổi sáng là đi khất thực, sa văn he thăm đi sa năng, buổi chiều là ngày thuyết pháp cho đại chúng, bá đô xê phích ô qua đăng, buổi đêm đầu hôm á, thì ngày nói chuyện riêng với chư tăng, áp ta đắp tê đưa banh hà năng, buổi khuya đó là ngày trả lời cho câu hỏi thắc mắc của chư thiên phạm thiên, áp ta đắp tê đưa banh hà bách chu xê và cà tê ca lê pháp 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 tê lô canh năng. Trời rạng sáng á, thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới dùng cái Phật trí sôi rọi gọi là vô lượng vũ trụ, xem coi ai trong cái ngày đó có đủ cái duyên lành đắc thánh, hoặc là đủ duyên lành để gặp được ngài, gieo cái phúc duyên cho đời sau kiếp khác nha. Thí dụ như ngài biết rằng hôm nay ngài sẽ gặp một cái vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong kiếp sau, mà vị đó bữa nay có hội đủ cái phước báo duyên lành để gặp ngài. Tôi có thể chứng minh cho các vị thấy luôn. Thí dụ như mình thấy cái lần mà chư tăng mà bất hòa, mà xích mích với nhau ở Koh Samui đó, ngài biết rất rõ đây là cái cơ hội tốt nhất để mà ngài là làm nhiều việc, đó là dạy cho chư tăng cái đời sống ẩn cư thanh tịnh, chứ không phải ẩn cư bất tịnh nha, mà ẩn cư thanh tịnh. Khi mà gọi là không thể giúp người được nữa thì mình chỉ phải có cách mình rút lui, thôi gọi là thoái ẩn, để tối thiểu đó bảo toàn lực lượng, mà đồng thời cũng là dành thời giờ để làm bao nhiêu là những cái việc hữu ích khác. Thì khi mà chư tăng là không có gọi là nghe lời ngài để mà anh em dàn xếp êm thấm với nhau, thì ngài người ngoài tưởng là ngài giận, chứ không phải. Ngài biết ngài lúc đó là cái thời điểm tốt nhất để làm cái việc khác. Đó là ngày hỗ trợ ba la mật cho một vị Phật tương lai kinh khủng như vậy nha. Hỗ trợ ba la mật cho một vị Phật tương lai, đó là con voi Parilayaka. Parilayaka nha, trong rừng ấy, hỗ trợ ba la mật.
bằng cách là ngài vào đó, ngài nhập hạ. Và con voi này vừa thấy Thế Tôn là lập tức là yêu mến như là máu mủ, như máu mủ, lo lắng chăm sóc Thế Tôn như là một con người, và bằng cái tình của máu mủ thương quý vô cùng nha. Thì sau 3 tháng đó Thế Tôn mới rời rừng ra đi, và con voi đó cũng đã chết và sanh về trời nha. Thì nhiều là nhiều lắm quý vị, cho nên tôi mới nói rằng cái pháp thoại cho cư sĩ ấy, thì ít hơn của chư tăng. Chư tăng thì coi như là phải nói là những thành phần ưu tú, được mang thân người, được làm người nam, được xuất gia mà được gặp Phật, đó là toàn là dân ưu tú không à. Cho nên trong chú giải mới ghi là khi nào mà ngài thuyết giảng, ngài nói này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thì mình đừng có nghĩ rằng cái phần đó ngài giảng riêng cho tỳ kheo, bởi vì tỳ kheo ở đây nó là con lớn của ngài ở trong bốn chúng, tứ chúng bát bộ đó. Thì tỳ kheo là con lớn, nên khi ngài nói tỳ kheo có nghĩa ngài nói chung cho cả bốn chúng. Thí dụ như là ở đây vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác, sống quán thân trên thân, diệt trừ tham ở bữa đời, thì ở đây mình thấy chữ tỳ kheo đây mình nghĩ ồ vậy là pháp môn này là dành cho các vị tỳ kheo, không phải. Đó là người con trưởng trong trong gọi là bốn chúng bát bộ, thì ngài nói như vậy thôi. Các đây trong rung chứ không biết bát bộ là cái gì, đó là long dương càn thác bà dạ so chư thiên loài người, gọi là bát bộ. Rồi Kim Dung mới biết cái Quyển Thiên Long Bát Bộ đó, thật ra cái tên cái thuật ngữ đó đi ra từ Phật pháp nha. Thì ở trong gọi là tứ chúng bát bộ đó là tỷ kheo là đứng đầu. Cho nên nó là khi ngài giảng cái gì ngài nhắc đến tỷ kheo. Và ở trong cái kinh này tại sao chúng tôi nói là quan trọng, là bởi vì ở đây ngài nhắc là tỷ kheo thôi, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là bất cứ ai trên đời này có khả năng gây tạo ảnh hưởng, có được cái sức tác động với quần chúng nha, có khả năng là gây tạo ảnh hưởng với quần chúng, có khả năng tác động đám đông thiên hạ nói chung và tỷ kheo nói riêng, mà nếu không biết tận dụng, không biết khai thác cái lợi thế đó của mình, thì coi như là một là bỏ hoang phí, còn hai nữa là biết dùng nó, nhưng mà dùng nó vào cái chuyện tầm bậy thì chỉ có hại người thôi. Là bởi vì nói các vị đừng có buồn, với quần chúng có một cái sức mạnh phải nói cực kỳ đáng nể, nhưng mà quần chúng là thường là trước khi mà họ làm cái chuyện mà sàng lọc gạn đục khơi trong đó, thì phần lớn là họ phải gọi là lầm lạc một thời gian theo cái gọi là phong trào. Như các vị thấy ba cái vụ mà Cắn Năm Style rồi đó, ba cái đó thì cái đó là có cái gì đâu, nhưng mà quần chúng cũng rần rộ hết thời gian nè. Rồi những cái phong trào ngày xưa như là hippie hay là dada, rồi hiện sinh của dân buôn sạc, tất cả những cái đó quần chúng họ cũng rần rộ theo thời gian. Là Việt Nam mình có Phạm Công Thiện, rồi có Trịnh Công Sơn, ba cái hiện tượng mà thời chiến đó. Rồi trong văn đàn có Tạ 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 Tị Mai Thảo rồi đó, Nghiêu Đề Biên Linh Nguyễn Vị Binh Tý Học Tùng Dương, tất thảy những cái người này nè, mới có một thời họ làm sóng làm gió và họ đã gây ảnh hưởng cho thiên hạ. Mà nếu họ biết tận dụng để họ biết tận dụng cái sức ảnh hưởng của mình ấy, thì họ đem lại vô vàn lợi lạc cho quần sanh. Còn không đó, nếu mà họ không biết đó, thì một là họ bỏ phí, họ không biết dùng nó vào việc gì, còn hai nữa là họ dùng nó vào cái việc tào lao. Tôi nhớ tôi đã từng nói ở đâu đó rằng thì là trên đời này có nhiều hạng người khi mà ra đi rồi đó thì để lại cho đời đó một đống rác, chứ không có để lại cái gì hay ho hết. Cái hạng này là tệ nhất. Cái hạng thứ hai đó để lại cho đời cả hai thứ, vừa rác và vừa hoa. Vừa rác và vừa hoa. Cái hạng thứ ba đó không để lại hoa nhưng mà cũng không để lại rác. Rồi cái hạng thứ tư là số một, là chỉ lễ để lại hoa mà không để lại rác. Nhớ nha, các vị làm ơn nhớ dùm 4 hạng người, tôi nhắc lại. Hạng thứ nhất là để lại hoa mà không để lại rác, đây là hạng số 1. Còn cái hạng số 2 là chỉ để lại rác mà không để lại hoa, nó là hạng là tệ nhất. Còn hạng thứ tư là vừa để lại hoa mà cũng vừa để lại rác, là hạng trung bình. Còn cái hạng thứ tư là không để lại gì hết, có nghĩa là hạng không có khả năng ảnh hưởng. Không có khả năng ảnh hưởng. Không có khả năng ảnh hưởng. Thì ở đây là ngài dạy rằng một tỷ kheo mà có tiếng tâm, có cái sức ảnh hưởng, có cái khả năng gây tạo cái tác động cho quần chúng nhé, mà không khéo thì trở thành cái đại họa. Cái đại họa. Tôi xin nghiêng mình kính cẩn thông báo là tôi ở đây tuyệt đối xin lỗi các vị,
Tôi đây tuyệt đối không có dám gọi là mạo phạm đến bất cứ một cái doanh nhân nào hết, nhưng mà tôi chỉ nói chung chung là người Việt hải ngoại mình đấy là có rất nhiều cái thời địa đoạn, rất nhiều cái thời đoạn mà chúng ta chạy theo là cơ mang là những doanh nhân văn hóa là tôn giáo đó, mà trong đây đó là lợi bất cập hại. Chúng ta cứ thấy đám đông theo thì mình theo, mình nghĩ cả một cái rừng người như vậy, bao nhiêu khối óc tinh hoa như vậy mà không lý nào là trật lắc. Nhưng mà mình không ngờ rằng đó là cái hiệu ứng tâm lý quần chúng, đó là hiệu ứng tâm lý quần chúng. Một cái vật lạ lạ sáng sáng lóe sáng trên bầu trời đó thì bản thân nó chẳng là gì hết, có thể đó là một cái thử nghiệm khoa học, có thể đó là máy bay quân sự, có thể đó là một chiếc máy bay dân sự cũng có thể, mà trong một cái điều kiện thời tiết đặc biệt nào đó. Chứ không có gì hay ho, nhưng mà tự nhiên có một hai người đầu tiên họ la làng lên, họ nói rằng dễ bay. Thế là cái người thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ tám, thứ 10, thứ 100, thứ 1.000.000 cũng bèn hùa theo, nó là dễ bay, cái vị thấy chưa? Cho nên các vị đừng có bao giờ mà có lời dễ ngươi khinh lờn cho rằng là mình không có sức ảnh hưởng, rồi mình muốn làm gì mình làm nha. Bởi vì mình hô hoáng lên la quảng la tiều đó là cũng có thể ít nhiều gây ảnh hưởng của chúng, nói chi là khi mà chúng ta là một người có tiếng nói, có khả năng gây ảnh hưởng, có cái khả năng tác động cho người khác thì phải bội phần cẩn trọng. Là vì sao? Là vì không khéo ta đang là cái người bắt đầu một cái cơn đại dịch bất thiện cho quần chúng nha. Cho nên cái bài kinh này chúng tôi nói quan trọng vậy. Anh lớn thì anh có thể làm ra những cái trận sóng thần, nhưng mà nếu mà anh bé thì anh có thể là anh tạo ra những trận sóng, anh tạo ra những cái trận sóng gây hại cho người khác. Người chạy đi học không biết của thằng chỉ, họ tới nhà cái tôi, họ đi chợ rồi họ đẩy cái con nó đi nó kêu. Cho nên nó là cái tôi đang lắm, tôi nói cái sống trên đời này chúng ta có hai cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ nhất là đối với bản thân mình, đối với cái thiện của mình, là có cái trách nhiệm luôn bò chăm sóc trưởng nhớ người lớn. Đối với cái bất thiện của mình thì là giảm bớt, tiêu trừ, dứt điểm. Đó là đối với bản thân. Nhưng mà đối với thiên hạ đó, đối với thiên hạ đó thì chúng ta lại cũng có trách nhiệm. Là vì sao? Là vì cái bầu không khí mà mình đang hít thở đó là cái di sản của ai đó để lại. Tôi đang nói nghĩa đen đó, cái bầu không khí mà mình đang hít thở. Có nghĩa là bây giờ nó bị thông tin, bị về Trung Quốc rồi hít thở, cái tình hình nó khác liền. Cái bị về Mỹ, về Thụy Sĩ, về Anh, về Pháp, Đức, Nhật, bị hít thở nó khác liền như vậy. Điều đó cho thấy là cái bầu nhiều không khí mà mình hít thở nó cũng là di sản của ai đó để lại cho mình. Từ cái bánh, cái kẹo mà mình ăn nó cũng là di sản của ai đó để lại cho mình. Cho nên để tôi nói từ trước giờ cái con ra giờ nó cứ kêu suốt cái này, cái cửa nó cực kỳ bất cẩn. Hôm nay có một nhóm y Phật tử Đà Nẵng họ ghé họ thăm chúng tôi, rồi họ đi rồi bỏ quên cái con này nhỉ, cứ reo. Cho nên tôi nhắc lại, một người mà sống có tâm có tình một chút thì ngoài cái trách nhiệm đối với cái thiện ác bản thân thì mình cũng phải lưu ý đến người khác, lưu ý đến cái thiện cái ác của người khác. Không phải lưu ý để mà làm cái gì, chuyện ai tự lo lấy thôi, thưa quý vị. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải sống có trách nhiệm. Là vì sao? Là vì chúng ta đang từng phút kế thừa di sản của người khác. Nó quan trọng ở chỗ đó nha, nó quan trọng ở chỗ đó. Nó quan trọng ở cái chỗ là tại sao hôm nay tôi xin quý vị nào ghi nốt, ghi cho riêng quý vị, xăm lên người của mình là tại sao tôi phải sống trách nhiệm với bản thân. Cái đó tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao tôi phải sống có trách nhiệm với người khác, tại sao vậy? Xin lỗi nha, người không có óc thì thấy cái chuyện này nó không quan trọng, chứ nó vô cùng quan trọng. Là vì sao tôi phải sống có trách nhiệm với người khác, là bởi vì tôi 1.000 lý do sau đây. Một là cái bầu không khí mà tôi đang hít thở, cái hạt gạo, cái miếng bánh, cái chai nước mà tôi đang uống là di sản người khác để lại cho tôi. Nếu chẳng may những thứ ấy là cái đồ độc hại thì cái kẻ chết có phải là tôi hay không? Xin thưa, chính xác.
họ làm việc bất cẩn thiếu trách nhiệm là tôi thầu hết nha, từ một cái bánh cho đến một chai nước, đó là chuyện thứ nhất. Điều thứ hai, coi chừng chính những gì mà quý vị, từng người trong đây kể cả chúng tôi đang gây tạo trong từng phút, nó trở thành di sản cho chính chúng ta ngày sau. Quý vị có nghe kịp chỗ này không? Nó trở thành di sản cho chính chúng ta ngày sau, chứ đừng có nghĩ là người khác nha, có cả mình trong đó nữa. Hôm nay tôi viết lách, tôi nói năng, tôi để lại bao nhiêu thứ độc hại, thì mai này mà tôi luân hồi tôi trở lại là, một là tôi sẽ dẫm phải những cái quả mìn do chính tôi gài đặt, hai nữa là tôi phải gặp gỡ những người mà họ đã từng là cảm tình viên của tôi kiếp này. Những cái kẻ đó tiếp tục giữ lại cái ngọn khói độc hại đó, rồi chờ tôi ra đời họ mới trao lại cho tôi, mà tôi đâu hề biết rằng cái ngọn khói độc hại, cái ngọn lửa độc hại đó, cái làn khói độc hại đó là do chính tôi kiếp xưa đã để lại trên cái trần gian này, rồi bây giờ tôi quay lại tôi tiếp nhận nó nha. Hãy nhớ đến điều đó, đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải luôn luôn sống trong tinh thần trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm với bản thân, cái thiện với cái ác bản thân đã định rồi, nhưng mà chúng ta phải có cái trách nhiệm xây dựng cái một cái không khí nhẹ nhẹ, đó là bầu không khí chung quanh mình, còn hơn nữa là nó xa rộng hơn. Vì đâu, là vì khi mà mình để lại một cái đống rác đó, thì trước mắt là mình hít thở trong cái bầu không khí đó, và những cái dịch bệnh mà từ cái đống rác đó có thể nó đi một cái vòng tròn rồi cuối cùng nó quay trở lại mình nha. Quay trở lại mình, chẳng hạn như quý vị thấy những cái toilet công cộng đó, ai cũng nghĩ rằng mình đi rồi mình không trở lại. Chính cái suy nghĩ này nè, cái toilet công cộng ở những xứ mà văn minh thì còn ok, chứ còn ở những cái xứ mà chậm phát triển thì vì người nào cũng nghĩ rằng mình là đi rồi không quay trở lại, và đâu có ai thấy mình làm cái gì đâu, cho nên mình vào ở trong toilet công cộng mình gặp trong đó cơ mang là những thứ khó nhìn khó ngửi, thưa quý vị nha. Cho nên tôi xin thưa, từng cái lề cỏ, từng cái luống hoa, từng cái bồn cảnh trong công viên, trong đường phố, ở trên khắp cái hành tinh này, cứ nhìn nó đi, cứ nhìn nó đi quý vị, cứ mỗi lần đi đường mà nhìn nó mình cứ nghĩ rằng đây là di sản của người trước để lại. Vậy thì hôm nay ta đang chịu hay là ta đang được cái gì đó, là cũng là ta đang là tiếp nhận cái di sản của người trước. Cho nên ở trong cái bài kinh này, đấy, bài kinh này xé nó ra nó mới lớn chuyện nha, nó lớn chuyện lắm. Nếu mà ngài dạy rằng một tỷ kheo mà có cái sức gây tạo ảnh hưởng cho người khác, một tỷ kheo mà có cái khả năng tác động này nọ lên người khác, thì phải bội phần cẩn trọng. Là vì sao? Vì nhất cử nhất động của vị này trở thành ra là một cái tấm gương để người khác nhìn vào học hỏi nha. Mà nếu chẳng may vị này là cái người cổ động nha, phát động nha, những cái ý tưởng bất thiện để dẫn đến tam nghiệp bất tịnh, thì cái đó là đúng là đại họa cho chúng sinh. Các vị xem lại bài kinh này đi. Thành tựu với ba pháp này, các tỷ kheo, một tỷ kheo danh tiếng sống đem lại bất hạnh cho đa số. Thế nào là ba? Khuyến khích thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất thiện. Và đây là xài cái chữ tùy thuận đó. Tùy thuận ở đây có nghĩa là theo pháp, theo tinh thần của chánh pháp rồi quý vị. Thì nhiều người trong cuộc đời này là dĩ nhiên cái số mà không có khả năng ảnh hưởng thì nó nhiều, nhưng mà trong số mà có khả năng gây ảnh hưởng, nói ra nó đau lòng, trong số những người có khả năng gây tạo ảnh hưởng, thường là họ chỉ nghĩ đến họ thôi. Các vị cho phép tôi nói chuyện đời một chút nha. Thí dụ như mình thấy Michael Jackson, mình thấy như Jennifer Lopez, mình thấy như là bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ, bao nhiêu nhân vật lừng lẫy trên thế giới, giá mà họ biết tận dụng cái danh tiếng đó, cái ảnh hưởng đó lên quần chúng ha, để mà họ kêu gọi phát động những cái ý tưởng hay ho, thì có phải là thế giới hôm nay nó tươi xanh hơn, nó mát mẻ hơn, nó thơm tho hơn hay không, hay là họ chỉ là nghĩ đến bản thân của họ. Cho nên cái bài kinh này nó lớn lắm, nó lớn chuyện lắm, bài kinh này cực kỳ lớn lớn chuyện. Cứ luôn luôn sống tâm niệm rằng bản thân tôi tự trang nghiêm đã đành, mà mong rằng cái bầu không khí chung quanh tôi cũng được trang nghiêm, và xa hơn nữa những người quen biết tôi cũng được trang nghiêm. Tôi nhớ nhân vật Nasrin của văn học Hồi giáo. Nhân vật Hồi giáo có nhân vật Nasrin giống giống như ông Cảnh Quỳnh của mình vậy đó, nhưng mà minh triết hơn triệu lần. Ông Cảnh Quỳnh mình chỉ nghịch phá và chỉ có tạng thôi,
những cái dân miền Nam có hiểu chữ cạn không? Cạn là thét. Nhưng mà cái anh Lê Văn nhân vật Nasrin này là một nhân vật vừa ngớ ngẩn, vừa ngốc nghếch, mà đôi khi minh triết thấu trời. Minh triết thấu trời. Ví dụ như là có nhiều giai thoại về ông. Là có một lần đó ông đi uống rượu say với bạn ban đêm đó, khi mà ông về đó, ông về trong lây quay trước cửa nhà đó, thì bạn bè mới hỏi mất cái gì vậy, thì ông nói rằng mất cái chìa khóa. Thì bạn bè mới hỏi rằng ông chắc ông rớt ở đâu mà ông tìm ở đây, ông tôi nhớ nãy giờ ông đi nhậu được dọc đường ông đứng lên ngồi xuống là móc túi móc ra móc vô, bây giờ ông biết ở đâu mà ông tìm, một cái cách tìm ông nghe nhìn thấy ghét lắm. Thì ông từ từ ông trả lời, ông nói tôi thì tôi cũng chẳng biết nó rớt ở đâu, nhưng mà chỗ này có đèn thì tôi tìm. Cái câu chuyện đó thưa quý vị, cái câu chuyện đó nó thông minh lắm quý vị à, nó thông minh ở chỗ không phải là cái hành động là thông minh, mà nó thông minh vì đó là một cái câu chuyện rất là minh triết, quý vị biết không? Chúng ta giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của mình, chúng ta trốn khổ niềm vui bằng cái cách mà ông nói đó. Có nghĩa là chúng ta đi giải quyết vấn đề bằng bằng cái điều kiện mình có, bằng cái môi trường, bằng cái hoàn cảnh mà mình đang có mặt. Các vị có biết không, tôi đi tìm cái chìa khóa vì chỉ vì một lý do, ở đây có đèn sáng, mình khổ tâm quá, gần nhà mình có đình chùa miếu mạo xin xăm xin quẻ xem bói là mình cứ nhào vô đó. Còn Phật pháp không chịu học, hỏi vì sao vậy? Vì đó là cái chùa gần nhà tôi nhất. Các vị nghĩ tôi có đúng như vậy không? Đa phần là mình sống như vậy à, vì ông thầy đó gần tôi nhất, ông này nó vui vẻ nhất. Nói chung là mình giải quyết vấn đề theo cái kiểu mà ông này tìm chìa khóa đó, quý vị nha. Rồi ở đây có một câu chuyện mà đặc biệt tôi muốn kể trong chỗ này, đó là ông Nasrin à, ngày kia trên giường bệnh ông thiệu thào, ông nói với mấy đứa con trong nhà, ông nói đời của bố ấy, có ba cái giai đoạn lớn. Ngày bố còn hào khí hừng hực 20 tuổi, bố muốn thay đổi thế giới. Cái ngày bố 40, bố chững chạc già dặn hơn, tứ tập nhi lộc ấy, thì bố muốn thay đổi những người chung quanh bố. Nhưng ở tuổi 80 này thì bố chỉ muốn thay đổi một mình thôi, thay muốn đổi một mình bố thôi, bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất đó là chuyện có thể làm được, thứ hai mỗi người tự thay đổi tốt hơn thì thế giới sẽ tốt hơn. Nói rồi thì tay ông bắt cánh chuồn và ông đi. Tôi rất là thích câu chuyện đó, là vì sao? Là vì câu chuyện nó quá sức là Phật giáo, câu nói của ông rất là thánh, rất là thánh thưa quý vị nha. Có nghĩa là dù chúng ta có vô danh cách mấy đi nữa, thì cái chuyện đầu tiên chúng ta cứ hoàn thiện mình trước cái đã thưa quý vị. Các vị cứ làm sạch mình đi, làm đẹp mình đi, thì đó cũng là cách để lại cái di sản cho đời, các vị biết không? Còn nói gì là chúng ta là người có tiếng tâm, chúng ta có khả năng gây tạo ảnh hưởng cho thiên hạ quần chúng nhân vật xa gần, thì lúc bấy giờ đó thì cái trách nhiệm chúng ta đối với quần chúng còn lớn đến nhường nào. Mà cái chuyện nhẹ nhất là chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình đi nha. Có người hỏi Khổng Tử làm sao nước không loạn, làm sao có thể trị quốc mà không tốn nhiều công sức, thì Khổng Tử mới nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử. À, câu nói nghe rất là khó hiểu nhưng mà cái nghĩa rất là sâu, quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Vua cho ra vua, vua tròn phận vua. Tiêu thân thì tròn phận tiêu thân, cha cho ra cha mà con cho ra con, sống ở đời phải cần đến tinh thần chính danh. Chính danh nghĩa là cái tên gọi nó phải đúng với mình nha. Thầy chùa thì cho ra thầy chùa, ca sĩ thì cho ra ca sĩ, tiểu thương thì cho ra tiểu thương, cái nào nó ra cái nấy, thế giới không loạn nha. Vì sao? Vì mỗi người tự hoàn thiện mình thì có nghĩa là từng cái gốc cây bụi cỏ trong cái khu vườn đó nó tự hoàn thiện, thì tự nhiên nó có một hoa viên, có một vườn cảnh ngay thôi. Kính thưa quý vị nha, trong một căn nhà cũng vậy, viên gạch nào cũng đùn đẩy trách nhiệm. Tôi không chịu nằm ở dưới, tôi muốn nằm trên nóc, tôi muốn nằm trên cao. Cuối cùng thì ngôi nhà nó không bao giờ thành, phải có một viên gạch nằm ở dưới, phải có viên gạch nằm cao hơn, phải có năm viên gạch nằm cạnh nóc. Tất thảy mỗi viên gạch nó đều hoàn tất cái vai trò của nó, rồi tự nhiên nó có ngay một cái lâu đài, nói gì là một căn nhà nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu, không có tưởng tượng xóa, không dò tới đáy được. Tức là ngài chỉ nói nhẹ nhàng thôi, này cái tỷ kheo, một tỷ kheo có tiếng tâm mà nếu mà sơ sẩy một chút là sẽ là cả mối đại họa cái thiên hạ, khi mà vị ấy dùng chính cái uy tín của mình để mà phát động, để mà hiệu triệu, để mà kêu gọi, để mà khuyến khích người khác sống ác,
la mát, nói ác và tư duy ác. Ok, xong rồi kinh này, cho xin lại kinh khác. Ai, mà trời, các vị cho xin bài kinh khác. Bữa nay các vị có biết không biết được. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe? Dạ rồi. Thế hôm là tôi không có được chỗ ngồi, nhà có khách á, tôi phải trốn trong phòng, tôi để cái phone trên cái gối rồi tôi ngồi xếp bằng, nó đau lưng quá đi. Mà cái bụng thì nó bị bẻ gập lại đó, nó giống như cái bao bột mà bị người ta lấy đá, người ta dặn để lát nữa người ta làm bánh vậy đó. Hỏi làm sao mà giãn nổi. Bữa nay là cái đám đó nó đi, nó để lại tôi đi chợ rồi tôi mới vô cái chiếm, mà cái phòng của mình á mà bị giặc chiếm, bởi đúng là mới mốt phải tiêu thổ kháng chiến, nghĩa là cái phòng gọi là vườn không nhà trống, không muốn cho khách vô thì cái phòng đó mình đừng có tạo điều kiện. Bây giờ tôi mới hiểu cái tu tiêu thổ kháng chiến nó quan trọng cỡ nào. Quá thương này chứ. Bây giờ tiếp theo đây, Đức Phật ngài dạy rằng á, là một cái chữ Saraniya đây có nghĩa là đáng nhớ nha, hoặc có nghĩa là kỷ niệm. Ở đây sẵn á, tôi cho bà con hai cái chữ làm kỷ niệm cho nó sang nha. Anusariya, Saraniya cũng là kỷ niệm hoặc là ký ức hoặc là cái gì đó đáng nhớ. Mà cái chữ thứ hai là Anusariya cũng là kỷ niệm hay là đáng nhớ. Như mình qua Nam Rang qua Campuchia đó, những cái quầy gift shop họ không để tiếng Anh mà họ để tiếng Miên, nhưng mà nhìn kỹ lại là thì nó viết bằng tiếng Miên nhưng thật ra là tiếng Pali, nó đây là Anusavari, nghĩa là kỷ niệm nha. Rồi, có khi nó để tiếng Miên, nó để tiếng Anh cái bên nó để là gift shop, nhưng mà nếu mà để tiếng Miên không thì cái chữ nó là Anusavari, có nghĩa là kỷ niệm đáng nhớ. Thì Anusavari hay là Saraniya nó đều cùng nghĩa, là có những cái nghĩa là cái gì đó đáng nhớ. Thì một vị vua nó là có ba cái chỗ mà cần phải nhớ suốt đời. Thứ nhất là cái chỗ mà mình chào đời. Các vị có lẽ ngạc nhiên là tại sao nó quan trọng, là bởi vì sao, là bởi vì tuy mình là vua nhưng mà mỗi vị vua có một cái hoàn cảnh, có một cái chỗ ra đời là rất là bất ngờ. Thì biết không, như Việt Nam mình Lý Công Uẩn thì đẻ ở chùa, mà không được trong chùa nữa mà là chỗ cái cổng chùa nha. Rồi còn trường hợp như Thái tử Tất Đạt thì lại ra đời dọc đường, bà mẹ từ quê nhà, nhà chồng mà về quê 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 mẹ ruột, thì trên đường đi rồi cái sanh con giữa đường như vậy nha. Nhiều lắm quý vị, đừng có tưởng tưởng là quyền quý rồi có lúc nào cũng mọi sự là tinh tươm chỉnh chu, không có hẳn đâu. Cho nên cái chỗ mà vua vào đời nó là một chỗ rất là đáng nhớ, rất là đáng nhớ. Và bởi vì mình là vua thì cái chỗ đó là cái chỗ mà khởi đầu một cái đế nghiệp, cho nên chỗ đó rất là đáng nhớ. Thứ hai là cái chỗ mà mình được phong vương, trong đây gọi là lễ quán đảnh đó, tiếng Pali gọi là Abhishek, cái Abhishek, Abhishek lễ quán đảnh, lễ quán đảnh cái lễ phong vương á, inauguration, lễ phong vương còn gọi là tấn phong, lễ nhậm chức. Thì có ông vua ông có ba cái chỗ. Cô Quan Hỷ, cô cho xin cái đoạn sau nữa nha, xin cho đoạn sau nữa, sao nữa. Kỳ ta. Một á, là ông vua ông có ba cái chỗ để mà ông suốt đời ghi nhớ. Một là chỗ nào ông đã sanh, được sanh ra, được mẹ sanh ra. Thứ hai là cái chỗ ông được phong vương, chỗ mà ông chính thức lên ngôi. Như mình thấy Lê Lợi đó, vốn dĩ không phải là gốc nhà vua, nhưng mà khi được Nguyễn Trãi phò thì cái chỗ nào Lê Lợi lên ngôi chỗ đó rất là quan trọng nha. Lý Công Uẩn từ một cái người ở chùa lớn lên làm thân vị quý rồi sau đó trở thành vua, thì cái chỗ nào làm vua cũng rất quan trọng. Chu Nguyên Chương, Triệu Khuôn Dẫn cũng vậy nha.
rồi chỗ nào mình được phong vương đó, còn thứ ba là cái chỗ nào mà mình thắng, nó thắng trận ấy, chỗ đó rất là quan trọng, là bởi vì nó chính là cái đế nghiệp của mình, đế nghiệp của một vị vua nằm ở đâu, không phải nằm ở ngai vàng mà nằm ở cái chỗ là ổng chinh phục nha, chinh phục được thiên hạ. Thì đây là ba cái chỗ một vị vua phải nhớ. Còn ngược lại vị tỳ kheo thì vị tỳ kheo cũng có ba cái chuyện phải nhớ, ba cái nơi chốn phải nhớ. Tôi phải nói rõ nha, tôi phải nói rõ một chuyện, bà con mà đọc cái này mà không có được coi, không xem kinh mà không được, hoặc là không được nghe giải thích thì thấy rất là bình thường. Bình thường nghĩ rằng thì đối với ông vua thì có ba chỗ cần nhớ, còn đối với tỳ kheo thì cũng có ba chỗ vậy thôi, còn thậm chí có người nghĩ gì nữa, ôi đời là phù du, tu ở đâu cũng vậy, cái mắc gì phải nhớ. Không có phải, vấn đề không phải là nhớ cái chỗ đó, ngài nói như vậy thôi, nhưng mà nghe kỹ lại nha, có ba chỗ mà vị tỳ kheo cần phải nhớ. Thứ nhất cái chỗ mà mình xuất gia, thứ hai cái chỗ mà mình nắm được cái giáo lý, và thứ ba chỗ mà mình chứng thánh. Chỗ mà mình chứng thánh thì đây là ba cái chỗ quan trọng. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là ba cái địa điểm, không phải, mà là ba sự kiện, nhớ nha, nhớ nhầm, ba cái sự kiện. Mà khi mình nhớ đến ba cái sự kiện ấy, thì làm sao mà quên được cái chỗ mà đã xảy ra cái sự kiện đó. Trong rung nhớ dùm cái chỗ này. Đây là mình phải hiểu ở đây Đức Thế Tôn muốn nói đến ba cái sự kiện, chứ không phải là nơi chốn nha. Ba cái sự kiện mà hãy nhớ đến cái sự kiện thì làm sao mà mình quên được cái nơi chốn, khổ quá. Làm sao mình quên được. Nhưng mà cái cách nói của ngài rất là mềm, bởi vì khi mà ngài cái cách nói thôi, khi mà ngài nói đây là ba sự kiện cần nhớ thì có lẽ có thể những cái là thính chúng trước mặt ngài đó, họ không áp về, bởi vì đó là những người rất là nặng tình cảm, rất là nặng tình cảm, họ cần có được nghe cái gì ý nghĩa chừng đó thôi, cũng cái đó thôi, nhưng mà nghe cái gì mà nó gần với cái tâm tư tình cảm của họ thì nó dễ nuốt hơn đó. Chứ còn bây giờ ngài nói đây là ba sự kiện thì nó khô quá đi, nhưng mà ngày khi mà ngài chuyển nó qua ba cái nơi chốn thì họ thấy thì ra Thế Tôn tuy là bậc đại giác nhưng mà cũng có tâm quá, có tình quá, sống trọn vẹn thủy chung trước sau quá, đúng gọi là ngài là muôn thở là vậy rồi, nhưng mà đôi khi cũng phải cho người ta thấy. Cho ta thấy cái chỗ này ngài nói chuyện nói theo cái kiểu trang tử là rất là cận nhân tình, rất là đời thường nha. Thay vì ngài nói đây này ba sự kiện thì ngài lại nói là ba cái nơi chốn. Đối với một vị vua thì đây là ba cái nơi chốn mà vị này cần phải nhớ suốt đời. Một là chỗ mà mình sinh ra, hai là chỗ mình được phong vương, chỗ mình lên ngôi đó, và ba là cái chỗ mình thắng trận. Đối với một tỷ kheo cũng vậy, suốt đời nhớ hoài cái chỗ mà mình xuất gia. Vì sao vậy? Vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái pháp ba chi đó, trong đó pháp xin lỗi pháp 10 chi, ở trong đó có một cái bài kinh đó mà ngài giải thế này: tỷ kheo mỗi ngày nên thường xuyên quán xét 10 điều sau đây. Thứ nhất, ta bây giờ hình dáng không giống như người thế, không giống người đời, như vậy thì ta phải có cái hành xử cho giống người xuất gia. Đời sống của ta bây giờ phải lệ thuộc người khác, miếng cơm manh áo mỗi ngày, ta phải làm sao mới xứng đáng được với cái phần hỗ trợ đó. Ngày đêm qua mau lẹ, ta trong từng phút trôi qua ta đã làm được gì cho mình, cho đời. Vị tỳ kheo phải thường xuyên quán xét những gì, những người, những vật gì mà ta thương thích, ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ ta mà đi trong một sớm mai hồng nào đó. Rồi vị tỳ kheo phải thường xuyên quán xét những gì thiện ác mà do thân khẩu ý thực hiện thì nó trở thành là cái di sản của ta mai này, không ai có thể gánh được cái đó cho ta hết. Vị tỳ kheo phải suy tưởng rằng mai này trên giường chết, nếu bà thầy bạn có hỏi, có cầm tay hỏi ta đã thành tựu được cái đạo nghiệp như thế nào, thì ta có thể sẽ lúc đó ta có sẽ ta có phải tự thẹn với cái đời tu bê bối bề bộn của mình hay không. Đó là, thì các vị thấy nói đến cái sự kiện xuất gia đó là vị tỳ kheo phải lập tức nhớ đến bài kinh đó, nhớ ở nơi chốn nào, từ đâu mà mình đã được đắp cái lá y này, vì lý do nào mà ngày ấy ta đã chọn con đường này,
Chính vì nhớ hoài cái chuyện đó, vị tỷ kheo không có đánh mất cái bổn phận, cái trách nhiệm với cái đời tu của mình, lòng nó luôn luôn đau đáu và canh cánh với đạo nghiệp của bản thân. Nhớ nha, chứ không biết còn cái chỗ ông già nó mắc cái giống gì mà nhớ. Nhưng mà cái quan trọng là nhớ được cái lý do vì đâu mà mình đã xuất gia. Và từ cái ngày đó, trước mặt Hòa Thượng Bổn Sư, hai vị Yết Ma Sư, trước mặt chúng tăng chứng minh, mình đã phát thệ trở thành một tỷ kheo với bốn điều phải tránh và bốn điều cần thực hiện, tối thiểu là tám cái điều răn của một tỷ kheo, tám điều răn căn bản của một tỷ kheo. Và liệu từ ngày cho đến bây giờ mình đã có một lần nào sơ thất, làm bẩn cái giấy lá y trên người mình chưa? Đó là cái sự kiện thứ nhất mà vị tỷ kheo cần phải ghi nhớ, là ta đã xuất gia với cái lý tưởng như thế nào, tại đâu, cái gì đó đương nhiên là nhớ. Thứ hai, vị tỷ kheo luôn nhớ được ở cái nơi chốn nào mà ta được tiếp nhận, ta nhận ra cái giáo lý bốn đế. Bây giờ các vị mới thấy tại sao mà nhiều người thù tôi, mà khi mà thấy tôi cứ nhắc bốn đế hoài họ giận luôn, họ nói sư còn nhắc bốn đế nữa là cũng không có nghe, như là cái con cá mà nó đã cự con thỏ, nếu mà ngày mai mà du còn đi lấy cà rốt mà du câu nó, tôi giết du. Thì ở đây có nhiều người họ giận tôi, cái đó họ nói tại sư mê cái bốn đế quá vậy. Thì bữa nay chính cái bài kinh này đã cứu tôi, đã cho các vị thấy bốn đế nó quan trọng thế nào. Ở nơi chốn nào mà vị tỳ kheo nhận ra bốn sự thật này thì nơi chốn đó rất là đáng nhớ. Thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Khi mà thích trong khổ thì chỉ có tạo ra khổ khác thôi. Thứ ba là khi hết thích trong khổ thì không còn khổ nữa. Cái thứ tư, sống bằng ba cái nhận thức trên kia chính là đang thực hiện cái con đường thoát khổ. Ba cái nhận thức trên nó chính là nội dung của con đường thoát khổ. Thì ở nơi chốn nào vị tỳ kheo là tự mình mà phát hiện ra bốn cái sự thật này, chưa có đắc gì hết, dầu cho phát hiện bốn sự thật này thì cái nơi chốn ấy rất là đáng để quý vị nhớ. Không lẽ giờ tôi nói câu này quý vị chẳng những ném đá còn giác mã tấu rượt nữa. Tôi nhớ hoài đó là châu Âu. Châu Âu chính là cái mảnh đất mà tôi thấm thía vô cùng bốn cái sự thật này. Và tôi cũng phải nói rõ, tôi không có đủ minh triết trí huệ để nghĩ ra, mà đó là trong cái thời điểm mà tôi đọc gọi là miên man miệt mài cái sách thiền của Miến Điện đó. Thì tôi tổng kết lại là bốn cái sự thật đó. Tôi không có ngờ là cái bốn đế nó sâu thẳm như vậy. Ở đó thì biết nó cao siêu, biết biết vậy thôi, biết như vậy xét két sáo nhồng nhuyễn tưởng như thế, chứ đâu có mà nó đâu có ngờ là nó gần với mình như vậy nha. Ở nơi chốn nào tỳ kheo mà phát hiện ra bốn sự thật này, và cái thứ ba, ở nơi chốn nào mà cái thấy biết của tỳ kheo về bốn đế nó đạt đến đỉnh, để rồi vị này chấm dứt phiền não tùy theo cái ba la mật của mình, tu đầu quần thì chấm dứt thân kiến hoài nghi ganh tị bỏng sẻn, tư đà hàm thì cũng y chang như vậy mà giảm nhẹ dục ái sân, tư đà hàm ở a na hàm thì giải dứt hẳn dục ái và sân, và a na vì a la hán thì dứt điểm toàn bộ triệt để tất cả phiền não. Vị la hán dù là sa di 7 tuổi thì vẫn thanh tịnh y chang như một vị chánh đẳng giác. Tuy nhiên vị này không còn phiền não nữa, nhưng mà cái biết vị này có hạn chế, có giới hạn nha. Bên Phật giáo Bắc truyền họ cho rằng vị la hán đệ tử Thanh Văn không có thanh tịnh như vị chánh đẳng giác, thì cái điểm này bên Nam Tông phủ nhận. Vì bên Nam Tông xác nhận một điều là phiền não như rác, phiền não như phẳng, thì dầu đó là bậc chánh đẳng giác hay là vị tinh văn, chỉ cần dời cái đó ra thì cái ngôi nhà vị đó không còn dơ nữa, không còn cái mùi phân nữa. Tuy nhiên vị chánh đẳng giác là một cái lâu đài, sau khi dẹp sạch cái phần bất tịnh nó đi đó, thì dưới gốc bồ đề ngài gì đã đem cái phần dơ đó ra khỏi lâu đài rồi, thì lâu đài của ngài là coi như cực kỳ hoành tráng, cao như núi. Trong khi đó đó thì cái vị tinh văn chỉ là một cái túp lều thôi, nhưng mà túp lều này vừa được tẩy trần, vừa được làm vệ sinh, cũng không còn cái gì dơ trong đó nữa. Thì nói về cái sự thanh tịnh đó, nói về sự sạch sẽ, thì chỗ này chúng ta phải khẳng định rằng sự sạch sẽ của một cái chòi lá và sự sạch sẽ của một lâu đài hoàn toàn giống nhau, nếu nói về sự sạch sẽ nha. Nếu mà anh làm vệ sinh mà tới nơi tới chốn thì đã nói sạch, thì đó là cái nhà lớn hay nhà bé cũng cái sạch nó hoàn toàn giống nhau, tôi khẳng định như vậy. Tuy nhiên các vị tưởng tượng một cái chòi lá thì làm sao có được những cái
mà bên trong một cái lâu đài được quý vị, làm sao bị được. Quý vị tưởng tượng ngài Xá Lợi Phất là coi như kinh nói thân tướng của ngài trang nghiêm như Phạm Thiên, đẹp đến mức mà có một lần đó Đế Thích xuống hầu Phật, Đế Thích hỏi Bạch Thế Tôn, đối với một vị vua đó thì trên là cha mà dưới là thái tử, nhưng mà Thế Tôn là bậc pháp vương thì dưới Thế Tôn là ai? Thì Đức Phật ngài mới nói với ngài dạy cho Đế Thích: này Thiên Vương, cái vị tỳ kheo mà ngồi bên trái của Như Lai có cái phần trán như là cái đĩa bằng vàng ấy rực rỡ chói ngời, đấy chính là Xá Lợi Phất, đây là con trai của Như Lai được sanh ra từ pháp. Nếu nói một cách chính xác thì vị này có thể vận chuyển bánh xe có lưng theo cái cách học được, theo cái cách mà đã học được từ Như Lai, khiếp như vậy. Ngài trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau bậc đầu sư, sau chư Phật độc giác nha. Nhưng mà rồi sao, nếu mà xét về gọi là mọi thứ đó, thì cách nội cái riêng cái thời gian tu tập ba la mật thì ngài Xá Lợi Phất chỉ bằng 1/20 của Đức Thế Tôn thôi nha. Đức Thế Tôn là 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, ngài Xá Lợi Phất chỉ có một A Tăng Kỳ thôi. Đó là thời gian tu tập. Còn về chất lượng, trong 20 A Tăng Kỳ ấy, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni dầu bố thí một cây tâm hay là nhảy xuống hố cho cọp ăn, đều nghĩ đến vô lượng chúng sanh, đều nghĩ đến chuyện trở thành chánh đẳng giác, hoàn tất Phật đạo. Riêng ngài Xá Lợi Phất thì trong một A Tăng Kỳ ấy, trong khoảng thời gian 1/20 ấy, không có nghĩ ghê gớm như vậy, chỉ mong trở thành một đệ nhất thinh văn, xong. Mong trở thành một cái vị đệ nhất trí tuệ trong thinh văn, xong. Còn riêng ngài Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thì lại khác. Trong 20 A Tăng Kỳ ấy, từ chuyện mà nhặt một cái chiếc lá, quét một cái sân chùa, cho người ta một hộp cơm, nhường cho một người khác cả cái ngai vàng, tặng luôn hoàng hậu, nhảy xuống hố cho cọp ăn, vì gánh oan tình cho người khác mà chấp nhận bị đâm chém băm vằm, tất cả những chuyện khó khăn ấy là làm hết, và với một tâm nguyện là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, cái gì cũng biết, đức lành nào cũng có, khiếp chưa. Như vậy là nếu mà so ra đến ngày Xá Lợi Phất thân tướng trang nghiêm như vậy, chổi lòa phong phạm như vậy nha, nhưng mà trí tuệ cũng là số một như vậy, nhưng mà chỉ là một góc nhỏ của Thế Tôn. Thì nói gì một cái vị sa di la hán 7 tuổi thì nó sẽ bị được. Tuy nhiên Thế Tôn và vị a la hán 7 tuổi giống nhau một điểm là cả hai đều hoàn toàn sạch sẽ nha, nhớ cái này, bốn chữ giống nhau điểm là hoàn toàn sạch sẽ. Có một điều, vị tinh văn chỉ là một cái căn chòi nhỏ sạch sẽ, còn ngài là một lâu đài sạch sẽ, nhớ cái này, nhớ giùm cái này nha. Chứ còn bên ông Tông không nhìn nhận có cái chuyện là cái sự thanh tịnh của vị đánh giác hơn cái sự thanh tịnh của vị đệ tử, chuyện này không có. Tôi nghĩ trong rung này có gì hiểu ý của tôi, giống như bây giờ một cái căn phòng sạch sẽ và một cái đĩa sạch sẽ, nó có một điểm giống nhau là gì, là nó đã được diệt khuẩn. Căn phòng là so với cái đĩa được, hay cái dĩa mình á, cái dĩa tôi cũng chẳng biết cái xứ nào kêu đĩa, xứ nào kêu dĩa, thôi đi kêu cha nó hai thứ nha. Thì cái dĩa nó sạch sẽ hay là một căn phòng sạch sẽ, nó có một điểm giống nhau là nó đã được tẩy trùng, nó đã được diệt khuẩn, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi chứ nó không có khác nhau cái gì hết. Nó giống nhau ở chỗ là mình hoàn toàn có thể sử dụng nó, vậy là được rồi nha. Cho nên ở đây đó là tôi đang giảng về cái ba cái sự kiện, mà một vị vua và một tỷ kheo cần phải nhớ. Ở đây rõ ràng là một cái bài kinh mang cái tính phương tiện rất cao, ngay với phương tiện thiện xảo thôi. Ngài đem cái chuyện ông vua để ngài nói về vị tỳ kheo, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngài mượn cái gọi là nơi chốn để ngài nói về cái gọi là sự kiện nha. Ngài mượn hai lần như vậy, mượn hai lần, nhưng mà ngài muốn nhắm tới cái gì, nhắm tới cái chuyện là xuất gia là con đường tốt nhất trong tam giới, và chứng thánh trí là cứu cánh cao nhất trong tam giới đó. Cái tinh hoa, cái lõi cây của bài kinh này nằm ở chỗ đó. Đó, tôi nhắc lại, xuất gia là cái con đường đi tốt nhất trong tam giới, dầu có về Phạm Thiên đi nữa cũng không bằng mang thân nhân loại mà được đắc y xuất gia trong Phật pháp. Mà dĩ nhiên là phải tu hành ngon lành nha, thì tu hành ngon lành đó, thì ngon hơn là về Phạm Thiên nữa. Dạ, ngon hơn là về Phạm Thiên. Rồi chuyện thứ hai nữa, nó là
Không có một cái quả vị nào trên đời này bì được với một cái vị mà gọi là chứng nghiệm được bốn đế. Chứng nghiệm được bốn đế, thấy rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, và ba nhận thức kia cộng lại chính là hành trình thoát khổ nha. Thì cái chuyện này rất là quan trọng, tôi nói chừng nào mà quý vị thuộc lòng như cháo, và mỗi lần có buồn vui gì trong đời cứ nhớ văng vẳng bên tai mình, nghe ông nói thế này, mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa, ba nhận thức ấy cộng lại được gọi là con đường thoát khổ. Pháp môn tứ niệm xứ là gì? Là sống chậm với chánh niệm và trí tuệ để thấy rằng đây là danh, đây là sắc, đây là danh sắc vô thường, đây là danh sắc khổ, và đây là danh sắc vô ngã. Như vậy có phải là sống bằng ba cái nhận thức kia cộng lại hay không? Làm ơn nhớ giùm cái đó, đừng có tin tôi mà phải làm ơn hiểu giùm tôi đã nói cái gì. Tôi ớn nhất là cái đó nha. Đừng có tin mà phải hiểu, ngay cả đối với ngoài đời cũng vậy. Thương ai thích ai thì chuyện đầu tiên mình phải hiểu, người ta thích một món đồ, thích một món ăn, mình phải hiểu tại sao mình thích. Chứ còn không thể nào mình nhắm mắt cái mũi tôi thích mà tôi không có lý do, mà cái này rất là nguy hiểm nha. Cái chuyện này nguy hiểm lắm, đó là một cái ván bài, một cái cuộc cờ liều, các vị biết không? Thương một người mà ta hiểu họ không nhiều, cắm đầu nghe theo một lời giảng thấy ngộ ngộ thích thích mà không hiểu tới nơi tới chỗ thì đó là đại họa, các vị biết không? Đó là đại họa. Cái chuyện đó nó còn độc hơn á, là đứa con nít mà ngửa cổ mà uống một cái chai hóa chất nữa, bởi vì cái kia may ra còn xúc ruột kịp, xúc ruột xong là đứa bé vô sự. Nhưng mà đối với tinh thần thì lại khác, khi mà chúng ta đang bị tập nhiễm, đã bị đầu độc thì chỉ có trời cứu thôi, quý vị biết không? Nó lớn chuyện lắm. Người ta có thể xúc ruột dễ dàng nhưng mà cái tẩy não thì cái biểu nó là một cái chuyện thiên nan vạn nan nha. Cho nên đây là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng cũng như một vị hoàng đế đời suốt đời phải nhớ đến ba cái địa điểm, ba cái sự kiện quan trọng nhất trong đời của mình: chỗ mình sanh ra, chỗ mình được phong vương và chỗ mình thắng trận. Cũng vậy, một tỷ kheo phải suốt đời nhớ đến ba cái sự kiện: một là vì đâu ta đã xuất gia, lý tưởng gì, nhớ đến đến cái chuyện đó là tự nhiên nhớ ngay cái chỗ mình xuất gia. Thứ hai, ngay ở chỗ nào mà ta nhận, ta nghiệm ra được cái lý bốn đế mà xưa giờ ta chỉ học như két, như vẹt sáo nhồng cưỡng nha. Bây giờ ngay cái chỗ nào ta nhận ra bốn cái sự thật đó, và cái thật ra cái thứ hai thứ ba là giống nhau nha, nhưng mà ngài cố ý ngài xé nó ra để cho mình thấy hai cái vấn đề quan trọng nha, chứ thật ra là một nha. Ở chỗ nào, số 1, ở chỗ nào vị tỳ kheo đắp áo xuất gia thọ đại giới với cái sự chứng minh của chúng tăng, mà tại sao quan trọng như vậy, là bởi vì các vị biết không, cách đây mấy hôm thôi có một người Phật tử đến đến chỗ cái am mây của tôi, hồi xin quy y. Tôi có nói thế này, tôi không có cái tư cách để làm chuyện đó đâu, mặc dù cái người trao tam quy cho quý vị có thể là một người cư sĩ, nhưng mà tôi không làm lễ cho quý vị. Nhưng mà tôi có nhắc các vị một chuyện rất là quan trọng sau đây: tất thảy những tăng ni cư sĩ nào mà ngồi làm chứng cho mình thọ tam quy, tất thảy những người đó nếu mà truy ngược cái thời gian thì tất cả những người đó đều có quan hệ mật thiết với Đức Phật, bởi vì cái người đó nó quy y với ai, rồi cái thầy của họ, cái người trao cái tam quy cho họ là ai, và cứ như vậy truy riết sẽ có một lúc đến được tới bằng chân của Đức Phật. Vì các vị trung trung có nghe kịp không, các vị có nghe kịp không ta? Có nghĩa là nếu mình truy riết ra thì sẽ chạm tới. Thì lá y trên người mỗi vị tỳ kheo cũng thiêng liêng như vậy. Thiêng liêng là sao? Thiêng liêng là bởi vì cái lá y của thế hệ này được trao truyền bởi thế hệ trước, thế hệ trước là được trao truyền bởi thế hệ trước nữa. Cứ như vậy chúng ta có một cái mối quan hệ tâm linh vô cùng chặt chẽ với Đức Phật, và ta hoàn toàn có thể gọi đó là huyết thống tâm linh. Có nghĩa là sao? Là bởi vì chúng ta có về sinh lý, chúng ta có quan hệ với ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm nha, và sau này con cháu chúc chích chót chét của chúng ta nó cũng có quan hệ huyết thống với chúng ta về mặt sinh học thể lý. Nhưng mà riêng về đời sống tâm linh, chúng ta cũng có mang trong người mình bao nhiêu là huyết thống tâm linh. Thí dụ như có người Việt Nam nào yêu truyện Kiều mà lại không biết Nguyễn Du,
Có người Việt Nam nào không biết Chinh Phụ Cung Quán, có người Việt Nam Nam nào không biết Nguyễn Thanh Quang, Hồ Xuân Hương, có người Việt Nam nào không biết Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Ngũ Lão, đó là huyết thống tâm linh nha. Và đối với tinh thần của vậy, dầu chúng ta là người Việt Nam, chúng ta chửi Tàu mỗi ngày, Tàu lấy Trường Sa Hoàng Sa của mình, nhưng có người Việt Nam nào yêu tiếng Việt mà không ít nhiều mang nợ thơ Đường và Từ Tống? Có người Việt Nam nào không ít nhiều mang nợ nhà Huyền Trang, kể cả những người không biết gì hết? Các vị có biết không, cái công trình dịch kinh của các ngài Huyền Trang, Kumala Thập, Nghĩa Tĩnh và Pháp Hiển đã đem lại cho tiếng Trung Quốc làm hàng ngàn cái từ vựng mới, và những từ ngữ ấy hôm nay đã được dùng rộng rãi trong cả cái đời sống dân gian và văn học, từ hàn lâm cho đến là thôn quê của người Trung Quốc, và dĩ nhiên không thiếu phần của Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam nha. Cho nên chúng ta cũng là những người âm thầm kế thừa di sản của những tiền nhân hoàn toàn là ngoại quốc ấy nha, nhớ cái đó. Nói chi là trong Phật pháp này, một vị tỳ kheo mà trong cái ngày thọ lễ đại giới là vị ấy đang tiếp nối cái truyền thống tâm linh của đời xưa kiếp trước, từ chư Phật ba đời mười phương. Vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngọn đuốc tiếp nối của Phật Ca Diếp, Phật Ca Diếp là ngọn đuốc tiếp nối của Phật Câu Na Hàm Muni, Phật Câu Na Hàm Muni là ngọn đuốc tiếp nối của Phật Cù Lưu Tôn, và Phật Cù Lưu Tôn là ngọn đuốc tiếp nối của các vị Phật khác như là Tỳ Bà Thi rồi Nhiên Đăng, bla 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 bla, nhớ nha. Cho nên quan trọng lắm quý vị, quan trọng lắm, các vị nhớ nha, cái là quyết thống tâm linh đấy. Cho nên cái sự kiện quan trọng nhất trong đời một tỷ kheo mà vị này phải nhớ, đó là ta đã xuất gia ở đâu, vì đâu ta xuất gia, ở đâu và vì đâu nha. Tôi nói có nhanh lắm không? Các vị biết khi mà đã chạm vào nút on thì tôi đi suốt, tôi không có dừng được. Bởi vì các vị buộc tôi nói chậm là tôi sẽ quên sạch. Các vị không, nó trào ra mà bắt chậm chậm lại là bị stuck. Ok. Rồi, cho nên là cái nói là địa điểm, nhưng thật ra là vị tỳ kheo phải nhớ vì đâu ta xuất gia. Mà hãy nhớ vì đâu thì nó bèn lòi ra cái ở đâu. Yên tâm đi. Trong mối tình đầu của nam nữ cũng vậy, chỉ cần cái mối tình đầu đó mà đối với mình nó gọi là khắc cốt ghi tâm á, thì ngày xưa bờ ao bụi chuối đống rơm, chỗ nào hai đứa hẹn bây giờ tới chết cũng không quên được, miễn là đó là cuộc tình đẹp chứ nó không có phũ phàng. Như Phạm Thiên Thư rằng mối tình đầu như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu rồi cũng nhòa mau. Đôi khi nó phũ phàng như vậy, nhưng mà đa phần tôi nghĩ bờ bờ bụi chuối bờ ao nó theo tôi suốt cuộc đời, mặc dù tôi chưa bao giờ có cơ hội ấy nha. Rồi thứ hai là vị tỳ kheo suốt đời nhớ hoài cái nơi chốn nào mà mình đã trực nhận, đã thấu đi đáo, đã ngộ ra được bốn đế. Và cái số 3, tôi nhắc lại, làm ơn cứ giùm tôi, số 2 cũng chính là số 3, nhưng mà ngày cuối ngày xé rời ra để cho mình thấy đó là hai sự kiện quan trọng. Cái sự kiện thứ nhất đó là ở nơi nào mà ta đã ngộ ra bốn đế. Ở đây khoan nói Phạm Thánh, ở nơi nào mà ta đã ngộ ra bốn thánh, ngộ ra bốn đế nha. Bởi vì chính cái thấy này nè là nó đã là nó đã dầu chúng ta có là phàm đi nữa, nhưng mà giây phút nào chúng ta nhận ra bốn sự thật này thì coi như cái dòng chảy luân hồi đã được chúng ta chặn lại ít nhiều, chặn lại ít nhiều. Và chắc chắn người nào mà đã nhận ra sự thật này, người đó hoàn toàn không có khả năng luân hồi quá 80 A Tăng Kỳ. Đây là một cái chuyện mà tôi khẳng định bằng cả cái mạng của tôi trước vong linh của má tôi nha. Người nào giàu chỉ nhận qua trí văn thôi, trí văn trí tư thôi, chưa có cần trí tu, chỉ cần nhận ra rằng mọi mà nhận ra bằng cả tâm cảm tâm tư của mình nha, chứ không phải mà nghe ta nói là bắt chước lặp lại thì không có kể, và đằng này mình thấm thía thật sự đó. Thì ra tôi hiểu rồi, từ hạt cát cho đến những thiên thể to đùng như mặt trời, từ một con ong cái kiến cho đến con cá nhà táng, từ một kẻ ngủ dưới gầm cầu cho đến Đức Giáo Hoàng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ nha. Thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ, từ cái tâm đến cái túi xách LV mà tôi thích, nó đều là thích trong khổ hết nha. Và thứ ba, muốn hết khổ thì không tiếp tục thích nữa, bởi vì còn thích là còn đi đầu thai vào cái chỗ mà mình thích nha. Và cái thứ tư, khi anh sống với trọn vẹn cái nhận thức ấy là anh đang có mặt trên con đường thoát khổ. Làm ơn ghi tôi câu câu này, khi ta sống với một cái nhận thức rõ ràng về ba đế trước, ghi giùm tôi câu này nha, khi ta sống với một nhận thức trọn vẹn về ba đế trước, khổ tập thì gì, thì cũng có nghĩa là ta đang có mặt, đang sống bằng cái thứ tư, nghĩa là ta đang có mặt trên con đường thoát khổ.
Quan trọng lắm. Rồi cũng từ cái chỗ này đó là người nào mà nhận ra được bốn đế thì cũng là cái, nếu mà ở mức rốt ráo nha, nếu mà ở mức rốt ráo thì nhận ra bốn đế lúc nào thì cũng có nghĩa là vị ấy không còn cái cơ hội, không còn cái lý do để mà thích và ghét sáu trần nữa. Ghim cái câu này nữa, ước gì trong trong có mấy người viết nhanh đó, viết giùm mấy câu này. Khi mà đã nhận ra bốn đế rồi thì ta không còn cái lý do để mà thích và ghét cái gì nữa. Vì sao? Vì khi mà nhận ra bốn đế ta không có lý do để thích, mà hãy không còn lý do để thích thì không có cái để ghét. Mấy cái này mà nếu mà ghi ghi khi không còn cái để thích thì không có lý do để ghét, mà khi không có lý do để ghét thì ta trước mắt không còn khổ. Bởi vì khổ là gì? Khổ là phải gánh cái mình ghét. Quá cái chuyện này làm ơn ghi dùm cái này, nó ơn nghĩa biết bao nhiêu, vì sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng tôi. Ok. Cho nên hỏi tại sao tu hành mà thoát khổ thì mình cứ móc cái câu này ra mình đọc, mình nhét vô lỗ tai nó, mình đè nó ra, mình giọng mình thồ mình cán nó là nó hiểu. Khi mà anh hiểu mọi thứ là khổ thì anh thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mẹ thích trong khổ có nghĩa là anh đang đầu tư cái khổ khác. Bây giờ anh muốn hết khổ, anh đừng có thích khổ nữa. Mà khi anh không thích nó nữa thì không còn chỗ để anh ghét. Mà khi anh không có ghét thì anh khổ cái gì? Tôi hỏi các vị nha, các vị bị bụi vào mắt có phải khổ không? Cái khổ đó có phải là do các vị phải đang gánh cái mà mình ghét không? Đó, bụi vào mắt tôi lựa cái nhẹ nhất đó. Rồi lên chút nữa nha, đau răng, chóng mặt, nhức đầu, tiêu chảy, đau lưng, tức là đau sau hè đó. Thì tất thảy những cái đau đó nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái mình ghét, từ cái mà mình không có ưa đó, mà mình phải gánh đó, thì mới gọi là khổ chứ. Chứ có ai mà đang chơi, đang lên đỉnh Vu Sơn mà gọi là khổ đâu. Này, mà cái này là mình đang gánh một cái gì đó, minimum là hạt bụi trong mắt. À, mà tại sao vậy? Tại sao bây giờ các vị nghĩ tại sao tôi dám nói kỳ cục như vậy? Thánh nhân cũng còn bệnh, thánh nhân cũng còn đau, mà tại sao tôi nói rằng là hiểu hệ hiểu rằng bốn đế thì không còn khổ? Xin thưa, thứ nhất không còn khổ sanh tử, thứ hai vị la hán chỉ có khổ thân chứ không có khổ tâm nha, nhớ nha, vị la hán chỉ còn khổ thân chứ không có khổ tâm. Ở ngay cả cái chuyện bây giờ mà mình có đâm có chém có lụi ngài đi nữa thì ngài chỉ khổ thân, cái tâm của ngài vẫn là thanh tịnh yên ổn, và ngài cái tình cảm của ngài, cái từ bi của ngài dành cho cái người đâm trước sau không thay đổi. Năm chữ này, năm chữ, mình có quỳ xuống mình hôn cái chân của ngài bằng cái môi của mình hay là mình lụi ngài lòi ruột thì cái tình cảm của ngài đối với mình trước sau không thay đổi. Tôi tin chuyện này, tôi tin chuyện này là vì ngài đã hiểu bốn đế là gì. Ngài hiểu ngài chỉ là một bọt xà phòng, chỉ là một cái bong bóng nước thôi. Và cái hiểu này là hiểu toàn triệt, hiểu triệt để chứ không phải là cái hiểu vay mượn như chúng ta. Thằng Tèo nó hiểu là nhờ thằng Tí, cái đó là rốt cuộc cuối cùng thằng Tèo vẫn khổ. Còn đằng này người ta thấy ra được sự thật bằng chính cái sự cảm nhận, bằng chính cái sự thân chứng và thể nghiệm của người ta nha. Giống như mình biết chắc đây là mẹ của mình thì dầu cho bà mà có té ngàn ngã lên người của mình mà làm cho mình bị đau, mình cũng không có giận, vì mình biết chắc đây là mẹ của mình. Mình có hốt phân cho mẹ, mình cũng không có sân si, vì mình biết rõ đây là mẹ của mình. Mình thấy một ông hàng xóm chết mà mình không bị sốc là vì mình biết rõ đây là người dân không mắc mớ gì mình hết, đây là cái thằng cha từng lấn đất giành rào với mình. Khi mình biết rõ mười mươi như vậy thì cái chết của ông hàng xóm không làm cho mình khổ. Và khi mình biết rõ đây là mẹ của mình 100% thì mình có hốt phân của bà hay là bà có quất mình một roi mình cũng không đau đớn, mình có ngã bà có ngã nhào trên người của mình bầm dập mình cũng không giận, vì đó là mẹ của mình biết rõ rồi nha. Mình thấy một người con gái quá đẹp, mình chớm có cái một chút tình trần đó, thì mình biết rõ rằng đây là đứa cháu ruột của mình. Lúc nó chào đời mình đã đi Mỹ, khi mình biết rõ rằng đó là đứa cháu ruột của mình thì mình không có cái tà tâm với nó nữa nha. Thì đắc thánh cũng giống như vậy, tôi cố gắng tìm mọi phương tiện để cho các vị hiểu. Khi một người đắc thánh họ thấy rõ mọi thứ, rõ mười mươi, rõ mồng một, mọi cái sự thật nó sừng sững, nó lừng lững trước mặt họ. Đây là danh, đây là sắc, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là vô ngã, đây là vô thường, đây là lắp ráp, đây là ghép nối, đây là do duyên mà có rồi cũng sẽ do duyên mà mất. Mọi thứ chớp nhoáng, không còn là like, không còn spot, mà tất cả chỉ là dot, tất cả chỉ là những dấu chấm thôi.
lâu nay u mê không thấy, bây giờ thấy rồi. Thì như vậy mình có 5 ngày lòi ruột, hay là mình có quỳ xuống mình hôn chân ngài thì ngài cũng thấy rằng cái bọt nước kia nó đang hôn chân cái bọt nước này. Mà quên, nó bọt nước làm gì có chân. Ok, cho tôi nghỉ nha, tôi mệt lắm mà tôi lại đang có khách nữa, tôi xuống tôi lo cơm. Chúc các vị một ngày vui, hẹn ngày mai nghe. Ok. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.